respond appropriately to COVID-19, which the World Health Organization has officially referred to as a pandemic. And when you compare the United States to other countries, we're in bad shape. People are flocking to grocery stores, supermarkets, they're running out of products. This store got shut down about 4 times. I want to speak with you about our nation's unprecedented response to the Michael. Body như chạy coca khi em thả nôi trên sàn. Đớp đơ vai ban mặc thì ngoài khi biết bao anh xin hàng. Em thích chơi mèo vần chuột nhưng vẫn có biết bao anh tin nàng. Em rất thích bất động sản mới, một căn biệt phủ hay quả tim vàng. Em thích đi shopping mỗi tuần, em mua một túi Chanel. Party all night wine, sell Chanel đeo Gucci belt. Leo lên xe đi hangover, em nói thích uống Martell. Em nói muốn yêu một chàng rapper, dù ngoài kia khối người theo. Nhưng homie ơi, anh có vợ rồi. Baby drop it like it's hot. Chuẩn bị đã sẵn sàng. Số đeo 98, Trần Không Quyết đã về đích đầu tiên. Thì Phan Minh Phùng số đeo 26 đã vượt qua mặt Nguyễn Hoàng Đăng Khoa. Vâng, bây giờ thì Phan Minh Phùng đã vượt qua mặt Nguyễn Hoàng Đăng Khoa và lấy lại vị trí dẫn đầu. Trước của hạng